Ukraine, lực lượng đặc nhiệm trải qua ngày tồi tệ nhất từ đầu xung đột, trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng một cuộc đột kích không thành công đã diễn ra gần đảo Tenderovsky thuộc Crimea. Các nguồn tin từ Liên bang Nga cho hay lực lượng đột kích đã bị phục kích, làm 20 lính đặc nhiệm thiệt mạng. Trung tâm tác chiến đặc nhiệm Hải quân số 73 của Ukraine đã trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ đầu xung đột Nga-Ukraine khi các nguồn tin Nga cho biết các lính biệt kích Ukraine đã bị bắn hạ khi họ cố gắng đổ bộ lên một bãi biển. Theo bưu điện Kiev, lực lượng phòng ngự trên bờ của Nga ở vùng Crimea bị chiếm đóng. Hôm ngày 29 tháng 2 đã giành chiến thắng khi phục kích và tiêu diệt gần 20 lính đặc nhiệm có kinh nghiệm cao và được huấn luyện bài bản nhất của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc giao tranh diễn ra vào sáng sớm ngày 29 tháng 2 gần đảo Tenderovsky, một dải đất hẹp trên bờ biển phía đông nam của bán đảo Crimea. Theo các nguồn tin của Nga, 5 chiếc xuồng nhỏ chở lính đặc nhiệm Ukraine thuộc Trung tâm Tác chiến đặc nhiệm Hải quân số 73, một đơn vị với các thành viên được lựa chọn kỹ càng, hiện tấn công đường biển bí mật, đã tiếp cận một bãi cát trũng và cố gắng đổ bộ lên bờ. Các đơn vị Nga cho biết sau một trận chiến ngắn, họ đã đánh chìm 3 xuồng đổ bộ, tiêu diệt ít nhất 20 lính đặc nhiệm Ukraine. Theo một blogger thân Nga, trong 2 xuồng đổ bộ còn lại thì một chiếc đã trốn thoát và một chiếc bị bắt giữ cùng một tù binh. Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng một cuộc đột kích không thành công đã diễn ra gần đảo Tenderovsky và những người lính đặc nhiệm tham gia đã thiệt mạng và bị thương, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Những bức ảnh ban đầu được kênh thông tin quân sự thân Nga Povenuti Navoi công bố cho thấy 6 thi thể mặc quân phục Ukraine trên một chiếc xuồng với máu. Các hình ảnh khác cho thấy một cặp súng máy cỡ nòng 50mm theo tiêu chuẩn NATO gắn trên thuyền và 7 đơn vị vũ khí cá nhân cùng hộp đạn. Kênh thông tin quân sự thân Nga Redoka đưa tin quân đội Nga đã thu giữ được một lá cờ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Lực lượng đặc nhiệm của Ukraine nhìn chung đã chiến đấu hiệu quả. Lính đặc nhiệm thuộc Trung tâm Tác chiến đặc nhiệm Hải quân số 73 được ghi nhận rộng rãi là lực lượng đã thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ thành công nhắm vào các cơ sở giám sát hải quân và phòng không chủ yếu của Nga đóng ở Crimea. Các chiến dịch nổi tiếng nhất của đơn vị bí mật này bao gồm việc chiếm lại đảo Smyrna, đảo rắn chiến lược ở phía Tây Biển Đen vào tháng 7 năm 2022 và các cuộc tấn công chiếm giữ 4 giàn khoan dầu do Nga kiểm soát ngoài khơi bờ biển phía Nam Crimea vào tháng 9 năm 2023. Xem video cận cảnh Adiiva qua các thước phim do quân đội Nga, Ukraine quay. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Lữ đoàn Cơ giới số 110 thuộc quân đội Ukraine. Cùng với tổn thất về lực lượng, gần đây, quân đội Ukraine liên tục phải rút khỏi những cứ điểm quan trọng. Ngày 27 tháng 2, người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Lekhovy cho biết các lực lượng của Kiev đã rút khỏi các làng Sivian và Stepovyn, thị trấn phía đông Adiiva, gần đây đã bị lực lượng của Nga kiểm soát. Trước đó, một hôm, phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tavria thuộc quân đội Ukraine, ông Dmytro Lekhovy cho biết các lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Lastokin. Còn vào ngày 17 tháng 2, các lực lượng Ukraine cũng đã phải rút khỏi thành phố công nghiệp nhỏ Adiiva ở tỉnh Donetsk, trong bối cảnh thiếu đạn dược sau nhiều tháng chống cự trước các cuộc tấn công của Nga. Trong bản cập nhật tình báo ngày 21 tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sau khi chiếm được Adiiva, Nga đã tăng cường các nỗ lực tấn công trên một số khu vực trên tiền tuyến của Ukraine, có thể là nhằm kéo căng lực lượng Ukraine. Quân nhân Ukraine kể lại cuộc đổ bộ bất thành khiến 25 biệt kích thiệt mạng. Một quân nhân thuộc Trung tâm Tác chiến Hàng hải đặc biệt số 73 của Hải quân Ukraine gần đây đã bị quân đội Nga thẩm vấn. Quân nhân này là người duy nhất bị Nga bắt sống trong cuộc giao tranh ở đảo Tenderovsky, vùng Kherson. Theo truyền hình Yevgenia TV, tờ Kyivpost của Ukraine coi đảo này thuộc Crimea. Một xuồng cao tốc Ukraine bị Nga thu giữ sau cuộc đổ bộ bất thành. Truyền hình quốc phòng Nga Yevgenia, thành viên hôm 1 tháng 3 đăng video thẩm vấn một người tự nhận là Evgeny Gorin, thành viên Trung tâm Tác chiến Hàng hải đặc biệt số 73. Gorin nói lực lượng đổ bộ tới khu vực đảo Tenderovsky bằng 5 xuồng cao tốc, mỗi xuồng chở 5 biệt kích, ngoài ra còn có 2 người lái và 1 hoa tiêu. Evgeny Gorin là người duy nhất bị lực lượng Nga bắt làm tù binh sau cuộc đụng độ ở đảo Tenderovsky. Cuộc đổ bộ được cho là đã xảy ra vấn đề ngay từ đầu. 3 xuồng được yêu cầu lập đội hình khi cách đảo khoảng 1 km nhưng do tầm nhìn hạn chế, trong đêm nên lực lượng chỉ được tập hợp khi cách bờ biển khoảng 300m. Theo Gorin, khi tiếp cận đảo Tenderovsky ở khoảng cách 200m, các biệt kích Ukraine sử dụng súng máy trang bị sẵn để bắn phá ngọn hải đăng trên đảo nhằm áp chế lực lượng phòng thủ Nga. Gorin bị lực lượng Nga thẩm vấn, khẩu đại liên 12,7mm trên chiếc xuồng giữa đội hình vừa khai hỏa thì lực lượng Nga bắn trả dữ dội. Hộp tiếp đạn 250 viên gắn trên súng máy trúng đạn và bốc cháy. Chúng tôi được yêu cầu rút lui khi còn cách bờ biển khoảng 100m, Gorin nói. Theo Yevgenia, thành viên, cảnh tượng khi đó hoàn toàn hỗn loạn.
Warren nhảy xuống biển sau khi thấy một biệt kích bắn súng máy bị thương, rồi cố bơi đến một chiếc xuồng khác gần đó. Quân nhân này kích hoạt đèn dạ quang để phát tín hiệu cho đồng đội, nhưng nhận ra điều này càng giúp lực lượng phòng thủ Nga dễ phát hiện vị trí hơn. Vị trí đảo Tenderovsky ở vùng Kherson. Theo Yevseya thành viên, Gorin nghĩ mình không thể sống sót nếu cố gắng tìm cách rút lui nên đã quay đầu, bơi về phía bờ biển và xin đầu hàng. Gorin nói các cuộc đổ bộ như vậy đôi khi vẫn được cấp trên ra lệnh thực hiện dù không mang bất cứ ý nghĩa đáng kể nào. Các nhiệm vụ đó hoàn toàn là để quay video, chụp hình nhằm chứng minh sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở khu vực do Nga kiểm soát, Gorin nói. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng thủ đã phát hiện và phá hủy 4 xuồng cao tốc, hạ 25 biệt kích Ukraine và bắt một tù binh. Một xuồng cao tốc Ukraine rút lui, cuộc đụng độ khiến hai quân nhân Nga bị thương. Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó xác nhận tổn thất trong cuộc đổ bộ do các thành viên Trung tâm Tác chiến Hàng hải đặc biệt số 73 thực hiện nhưng không cho biết chi tiết.